chỉ đang trộn thì trộn heo rừng. Sao đi không? Có nên hút tóc mà hút tóc à? Hay đợi tôi hút tóc xong rồi đi. Thôi để em hết cả. Phải, thật sự thiệt mà trời. Vì sao ông học tóc mà? Em học hết tóc 3 năm trên Sài Gòn, hết tóc nghệ thuật 3 năm Sài Gòn á, đồ đâu. Thấy ông toàn đi quay phim không bây giờ? 3 năm. Như xưa, em đi học hết tóc xong rồi em đi về nhà để em mới làm cái này. Như xưa em đi theo chú Hoài Linh nè, Phùng Giang mấy đồ em hết không dài hết. Hả? Mà đồng ý là lúc trước thì ông hết được, giờ tay nghề cứng thì sao hết? Thì tay nghề cứng mới hết được chứ tay nghề dỗm sao hết được anh. Em hết cho nghệ sĩ không đó ông thần. Có nghĩa là mình hết thường xuyên em ra cái tay mình nó cũng dẻo và lại cái đường nét nó đàn quá. Không, hết tóc rồi anh. Thì anh không trong nghề biết là mình hết tóc mà mình quen tay không sợ hết á. Không, nó hết để em hết cho nè. Cũng phải sợ quá. Không sao đâu, không sao. Thì hết tóc bây giờ kiểu anh là kiểu 91 đúng không? Giờ anh muốn hết kiểu 64, 36 không, bây giờ tôi cũng muốn cắt cái kiểu cắt kiểu xì tôn á. Xì tai đúng không? Xì tôn. Thôi nha, đúng rồi nè, có mẫu đúng không? Vô con Google đúng không? Ừ. Kiểu xì tôn. Kiểu tóc xì tôn. Kiểu tóc xì tôn. Tóc gì sao trời? Tóc gì đó? Xì tôn, nam đẹp đi ha. Năm nay ờ. Nam đẹp đi ha. Ừ. Nam đẹp. Chắc kiếm mà. Vô hình ảnh. Đây. Đó. À đâu? Nam thần hả? Kiểu nam thần là kiểu này đúng không? Hay kiểu nào? Kiểu này đi. Không, để coi kiểu nào đẹp nhất. Kiểu này đẹp nè. Ok, ok. Ok chưa? Tải về đi. Đẩy về là ông bị hất y chang luôn nha. Em hất y chang, nghề em anh, nghề của chàng mà. Rồi bây giờ ok. Rồi ok đúng không? Cứ mở hình đi, em nhìn theo hình này này. Rồi. Rồi ông đi về lấy đồ được nghề đi. Ông về lấy đồ nghề đi rồi tôi ngồi tôi đợi. Ok. Ngày hôm nay tôi sẽ tạo mẫu tóc cho anh Khải theo kiểu đúng kiểu Stone của anh luôn, kiểu này. Hãy y vậy nha. Nghề em hất 3 năm rồi đó, em thấy nhiều lắm chứ. Còn mai tôi đi đám cưới đó. Rồi giờ đợi chờ chút. Về lấy đồ nghề đi. Bà bắn trong này. Có hết được không? Ông đi lâu ghê ta. Sao em về đó sao? Ui, mới nói mà không tới liền ta. No. Ông đi hất tóc ra, ông đi chợ vậy? Không, tại vì thông cảm mà nãy vỏ mới nói chó pháo quá nên lấy lại vỏ này không sao. Mới sao túi đồ nghề nhanh rồi. Cái túi đồ nghề ông bị chó cắn đúng không? Đúng. Tôi nghi quá. Ông này ông làm hất tóc mà được túi đồ nghề mà ông để cho chó cắn là tôi. Cái túi ở trong nhà hay ở ngoài? Không, mở ra ngoài sau chiếc tóc tay bay đúng rồi, nó không dọn dẹp. À đây em hết chân đi khỏi lo đi. Ơ anh, em quên mất. Có đồ được chùm lại dưới áo không? Hả? Sao ông của ông đang đi mà nghĩ sao mà đồ nghề mà. Cái gì ông nổi? Yeah. Quên, tại vì ngày xưa em giữ đồ nghề không giữ này, không lên tạm không sao đâu. Ý là mày nè. No. Ngọt thở, tôi chết sao? Chết, người chơi luôn đấy nha. Đây, hiểu rồi, đây. Vô đúng không? Thôi vô. Em thiết kế sẵn cái đồ này, em mua cái bọc hết 5.000 đó. Mà là hết là không có trả tiền đúng không? Chứ anh em không chờ chạy. Anh em mình lấy tiền mà mệt đấy nha. Ok. Không có bùi nghề. Không, cắt lâu, không sao, không quên mất. Thôi. Cái này là thằng pin thằng mới. Hiểu luôn ha. Gì vậy? Được không nghe? Được không nghe? Ủa, ông gọi gì vậy? Mấy lâu ngày ông xài, nó đơ trước rồi đơ đấy. Rồi, ok. À, được rồi. Cái máy chưa êm quá rồi. Được, máy xịn đó. Tính lại đóng bây giờ, mày tính đầu thẳng lên đó. Mình mẫu lại coi. Đây đó. Đó, thấy chưa? Cầm đi. Y chang mẫu này nghe chưa? Đó. Ồ, tay nghề thấy cái vẻ ngon nha. Ngon chứ. Đi êm quá. Đó chứ, cách em lướt camera. Thằng đưa là thấy hơi bị ngầu rồi đúng không? Đúng rồi, còn múa kéo. Đó. Ông có biết múa kéo không? Biết anh. À, to quá. Thấy cái đu luyện quá chứ. Tay nghề em coi nào. Ây da. Ui xét.
mà ông phải lâu lâu nhầm vô cái đâu, cái mẫu gì. Ồ, máy êm chưa? Gì? Tôi nhớ mày không biết hết đâu mà mày. Cái gì? Thôi. Cái gì? Nó nói gì vậy? Nó không. Đẹp không gì? Đẹp áo đúng rồi. Đẹp. Đẹp. Cái gì mà nói? Người ta nghe. Không chứ. Cái nó mày hoài rồi. Mày cũng hết đâu mà mày hết. Đẹp quá, đẹp quá luôn. Mẫu nè. Em vừa hết thì mẫu mà. Ờ, phải giống mẫu. Ok man. Wow. Đẹp đúng không? Ồ, lướt kìa, không đẹp. Cô nói tấm này không có mặt sâu, sao nhìn được ta? Đẹp. Ở đây đúng rồi. Anh để ngang đúng rồi, để ngang tấm này nè. Được rồi. Thất lên đúng không? Đúng rồi, phải y vậy đó. Sao tay chú mày thấy cảm giác rung vậy? Anh thứ rượu. Đừng lo gì, ráng cầm cho nó dựng vô. Nó hớt đẹp đi, lát nữa tôi bo tiền luôn. Tôi chấp nhận không những thứ mà tôi bo cho Lý Vũ. Đẹp không bao nhiêu phim? Đẹp. Nhớ lát nữa tôi quay cái đoạn phim này tôi coi nha. Mày đêm cưới là thế à? đẹp. Thôi. Cái hình nó bắt hết cho mắt tôi. Cái hình nó bắt hết. Không đẹp. Thôi đẹp. Bên này. Không có cười không cười mình. Nghe nghe rồi, ok. Cái tay ông có vẻ rung, đúng rồi, y vậy nha. Đúng rồi. Sao rung tay dữ vậy? Đưa tôi cầm cho ông rung giữ giữ cho. Ok. Ông giữ đỡ rung. Như cái ông lâu ngày ông không hết tóc cái tay ông rung rồi sao đó, đúng không? Đúng không? Đúng. Ok. Chưa có đường thôi. Em kẻ một đường được ha. Ừ. Được công thôi, được công mới sao không ta? Ủa sao ông cười dữ vậy? Không, cái này phải hớt sát xuống mới được rồi đấy. Đục mất. Cái mất tóc của ông trời ơi. Lâu ngày ông không tóc nào đó, nhìn nó đen khui cho ông nội. Trời ơi. Không cảm. À, ông bỏ lâu rồi đúng không? Ừ. Cái khớp của cái này là nó sẽ sáng. Làm cho nó hoàn thiện cái clip này kìa. Em làm rồi. Ở đây à? Ở đây không? Đúng không? Ủa mà ông hết tóc, ông thấy cái lược, ông chải chứ ông lấy ông vú lúc kì vậy? Ờ. Ở nhà có lược không? Ủa chứ ông đi hết tóc sao không có lược vậy? Em quên. Cái lược em để nó, mới bắt cái này sơ xuất, nhà có lược không? Có, trong nhà, trong nhà. Để em vô lại luôn. Lâu ngày, tại do lâu ngày à? Lâu ngày. Em nhìn mẫu quá. Ông phải y thuốc. Lấy ngồi y vậy luôn nha, lấy ngồi y vậy nè. Ờ, lấy ngồi y vậy. Không, bên này chứ. Ờ, ngồi bên này. Bên này. Cái gì? Đúng rồi, đó, lấy qua. Đây. Ở bên này, lấy bên đây. Ờ, ok. Nhìn kỹ rồi. Ủa mà ông vui lắm sao ông cười lâu được. Ok. Bây giờ, ông cười gì mà văn đầy cú vậy? Em nghiên cứu lại. Ê. Như kéo lâu ngày nó lục hay sao? Em kiếm lục, em lục còn cái nào không ta? Cái này giống như con tỉa cành đó, con tỉa cây mà. Cái kéo kiểu của người ta nó như vậy không ta đâu. Trời ơi. Có gì đó sai. Tôi thấy có gì sai sao ta? Hả? Tôi thấy gì sai sao? Nó không đứt là cái gì sai hả? Kéo cổ kia ta. Chi vậy mà lâu dữ vậy? Cắt nó mũi cắn tùm lum rồi cắn đại đi. Để. Cắt gì lâu dữ? Mẹ ghê luôn á. Ê, ông lấy tăng đơn cắt kìa cũng được mà. Ây da. Ủa
cũng là cũng vàng hẳn rồi. Thấy nó đỡ dưới mắt rồi đó. Đúng không? Đẹp đẹp không? Chết. Thấy đỡ dưới mắt rồi. Oh, hình đâu rồi? Ô, đi hình luôn. Giống rồi, giống rồi, giống rồi. Lát nữa ông vuốt lên đi vậy nha. Ừ, chắc đẹp ghê, đẹp ghê. Ừ. Ông vuốt lên đi vậy đó. Ngồi im nha, cái khúc này khúc cũng đang quan trọng đấy. Để đẹp hơn xíu nha. Anh đừng có cứ động là thua luôn á. Mà cái kéo gì giống như lục của sao, cắt nghe sực sực lắm. Ừ. Kéo hơi lục. Lông này do lông này chứ này. Kéo phải cắt rồi. Cắt tóc anh vui lắm, giọng cười hoài ta. Ông cắt đại đi, mũi cắn quá. Ok. Ừ. Rồi xong chưa? Rồi em đi thêm một cái nữa. Ờ, ông đi sơ cái đi. Đảm bảo là không làm hư cái đầu ban đầu lo. Em nó tóc sao mà cái nghề của em mà. Mũi quá. Đại đi. Một thanh ghê cắt miễn phí, trời ơi, vừa làm vừa đập mũi. Nó quá luôn. Dạ, cái khúc cắt miễn phí mà. Cái khúc mà khúc bo kéo giống như thợ chuyên nghiệp nè, thấy không? Bo kéo đi theo đường viền nè, thấy không? Cũng được không? Mày nghe nữa nè. Ông chỉ cái mũi vô da tôi đó. Mũi nào? Cái mũi kéo á. À, nó không nhầm anh sao. Đây à. Được ra chết ạ. Ai da. Ok. Vô xong chưa? Còn xong mà đẹp rồi. Cái này cho đẹp. Cái này cho đẹp. Cái này để máy vút qua. À, đúng rồi. Khi nào mình thấy mình để đây, khi ấy mình chảy qua đây là nó hai kiểu. Đúng không? Chứ mình chảy bằng là nó một kiểu đúng không? Vút ra là hai kiểu đúng không? Đúng rồi. Ừ, thấy cũng ổn chứ anh lại ổn được vô. Đẹp mà quá đẹp luôn. Ừ, quá chết. Rồi xem hình lại coi. Thôi rồi. Đâu, xem thử ra. Được quá đẹp luôn. Giống như giống bây giờ kim trong ôn á. Không. Cái này phía sau này là do cái tấm hình này nó không có mặt sau. Ai chụp ảnh nghệ thuật phải chụp hết 3-4 kiểu nha. Ông lấy một bên là được rồi, ông lấy một bên, hai bên cho tôi được rồi. Ok, bên này nè, bên này xác nhận bên này giống luôn nha. À, được chưa? Nè, 5 phần. À, rồi. Mũi quá. Rồi, xác nhận cái mặt trước giống luôn nha. Giống chưa? Nè, mọi người xác nhận mặt trước giống luôn nha. Hai. Đó, 5 phần. Ok. Sửa lại thôi hả? Đẹp. Rồi xong chưa? Ừ. Đẹp rồi. Xong. Cái này cũng đâu? Không, cái này để tôi tạo để đâu dài mà. Đâu dài cho ngầu à. Ừ. Rồi xong chưa? Lấy gương tôi mượn anh. À, phía sau của anh là do tấm hình không chụp phía sau cho nên phía sau em một xíu điểm nhấn một xíu không sao. Rồi nói chung là nổi bật không sao hết. Nói chung là ông làm sao mà để cho người ta để ý tới tôi là được rồi. Ha. Đẹp. Người ta nhìn vô đẹp, người ta. Chết. Ta nhảy rồi. Đâu gương đâu? Gương để tôi ngắm tí coi. Trình thì ngắm ta. Bây giờ vô tắm thôi, không người ngắm đâu. À. Ừ. Không có gương thiệt hả? Không, có tóc gì chạy ra sơ cái. Trời ơi. Ông lâu. Ủa, trời ơi. Ai mà đẹp chạy thế? Trời ơi. Không ra được. Phải. Thay đồng phèn quá tôi phải. Hơi bị chết đấy. Phải rồi. Chùa đâu. Gương bây giờ không gương à? Đi tắm đây luôn, gương nữa. Dạ tôi đi tắm nè. Không, có gương không? Anh khỏi lo đi. Tấm hình cái tấm hình này nó làm sao là anh hết vậy luôn. Phải không? Gương vậy đó, cái tài năng của anh vậy đó. À nhưng mà anh cũng muốn ngắm cái gương mặt của anh thử làm sao được không? Gương nhà anh đập bể hết rồi. Thôi vậy. Em thấy gương này. Trời ơi, nhìn như thật. Thôi vậy để anh vô anh tắm cái nha. Ừ nha. Vô anh tắm đi. Em lục lên chứ. Tao quên mất. Tay nghề này cao thì hớt nhanh. Hớt tóc là người thật mà nhanh tóc là một nghệ sĩ. Có gì chắc ngày mai em không qua nhà anh được đâu. Ngày mai em đi công tác xa rồi. Hôm nay em giúp anh vậy thôi. Rồi anh ông đợi đây, ông đợi tôi vô tắm cái rồi tôi ra tôi sẵn cái tiền mà hớt tóc miễn phí rồi đó. Tôi dẫn ông đi em con đồ về. Ủa cái lửa của tôi ông vớt làm gì? Ủa của anh hả? Ờ, cái lượt này em qua đây có đâu, ông chạy vô nhà ông mượn mà. Trời em quên. Trời cái ông mà nó dính gì mà nè tóc của tôi hay đâu. Tóc anh á. Ừ được rồi. Thôi cầm mẫu soi nha. Giờ em đi công tác. Không em đợi đó. Tắm cái đã nha. Em mới bay liền. Thôi. Không cần nhạc gì đâu. Chuyện sao? Mày coi kiếm cái đường nào nhanh nhanh mày đi. Ông ơi
đẹp quá. Nó đẹp luôn. Đẹp mà thua luôn, đẹp không? Đẹp cái mặt xuyên ra. Bây giờ mày đứng dậy. Vậy mày dẫn tao đi hết tóc đi. Mày đi tao sửa cái đầu tóc mày tao, còn không là mày chết đây tao. Nghĩ sao anh em mà mày chơi mày cắt đầu tóc tao vậy được? Ai sửa đầu tóc mày? Dừng đi ông. Đẹp. Đẹp cái gì? Đẹp thở. Trời ơi, đẹp lắm chứ. Ông nhắm thì sao? Ông có đẹp không? Trời ơi, ghê vậy trời, chú có làm gì? Ghê vậy trời, chú có làm gì? Đẹp không? Đẹp không? Ở đâu hết ghê vậy? Nè, nè, ông nghĩ thì sao? Không có bị sai ra hả? Không, mà bây giờ tôi hỏi ông là ông hết lại cái đầu được, tôi được không? Chắc cũng được mà hơi xui nghe. Được. Ông trả lời thiệt đi. Đẹp mà. Tôi đung vô cái miệng này cái coi. 50 đi, 50 anh ơi. 50 này. Nếu mà không được là ông mệt chứ tôi nghe chưa? Rồi. Đây là không có tài lâm tài thiết gì nữa nghe chưa? Nhớ nghe chưa? Rồi, anh mời tôi đổi. Tôi đợi ông này hả? Sao ông đầu tôi gì? Chắc làm đầu nhảy đó, có được không? Thấy không? Đi sai em kỹ rồi dạ. Sai đâu mà. Sao bên nữa nè, ông đồng lõi luôn á. Em học ba năm sai mà, đúng rồi, em học được 3 tháng thôi. Thế sao hết đầu tóc dây vậy, hình là hết từ ngày sĩ luôn. Ông không để ông có chừng lâu nha. Sao? Hai ông không điệu đó. Rồi. Cái gì vậy? Tại vì không gặp đâu biết. Đang thức mà nó tóc nó xuống nó gặp. À cái này giống như là cái màu cùa, cái màu cùa. Cái này em nghĩ nên giờ mình hất đầu đinh luôn cho rồi chứ giờ sao sao mà hất tóc mà cầm cái kéo cắt rau. Kéo mà xét mà nó nhắc nó bị cái đầu của bà ông chết luôn. Tôi ráng cắt răng tôi đựng đẹp hai ông cứ nói đẹp miết cái đó. Này chưa thấy là vừa cắt tóc vừa cười, không phải cười gì. Ở đây luôn. Rồi đợi xíu đây, đợi chứ. Thôi được rồi. Thôi. Ông giặt con ra cái ngồi đi. Ông kia ngồi thôi. Ông ra ông ngồi đi. Bảy cũng vậy thôi. Đây là ông cắt cho đứa nhỏ này đi rồi. Để ngồi đây thôi. Mẹ nó kêu lên nè. Mày đẹp mà. Bó tay luôn đẹp mà đúng không? Đẹp. Nó gọi là lôi cái hình mẫu tôi rồi. Đây. Cái hình mẫu này ăn cắt nó là y chát luôn. Đó, cắt y chát luôn. Đẹp đó luôn. À cái hình của nó đẹp cực kỳ luôn. Cuối cùng tôi bắt tôi vô chưa kịp tắm tôi vô nó bước vô nhà tắm cái tôi té ra liền luôn. Ba mày sai ba tháng rồi em ơi. Đây cái này. Bó tay luôn. Tôi tiếc kêu anh làm cái này đâu, đẹp mà. Rồi, ông ngồi trên kia ngồi đi. Ông ra đó ngồi đi. Rồi, cái này cái cây cố gắng hiền lắm đúng không sửa cái lỗi luôn á không sửa thì sửa để tôi muốn không không quay phim này chết luôn này giết vợ luôn không phải cắt đi giày cho tôi nè sửa được vậy không không được đâu anh ơi không được giúp cái ổi rồi giờ cắt tôi thế này sao mà ông không quyền ông nhìn đi ông nhìn cái mặt hỏi đi đó thấy người ta vuốt cái con đôi không đó ở bây giờ là ấn lại nhưng mà ông vuốt cái con đôi tôi nghe sực mệt luôn rồi đẹp rồi đẹp rồi mất đi cái mỏ cái mỏng của Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.